Trước đây thôi chứ lúc này vui vẻ chứ. Ai? Để mà mai sáng mai đi chích thuốc. Dạ. Đâu có đâu chụp, cứ quay này quay quay tự nhiên mà, ý quay đi. Đâu có chụp đưa lên đâu rồi, chụp rứt thôi chứ. Trời ơi, nhớ cái vụ đi câu con mấy con ếch này chắc cỡ bàn tay à. À, anh Tâm. Mấy con ếch em nghĩ chứ cỡ cái bàn tay rồi đó. Bây giờ cũng nên em phải test anh đi thôi. Thiệt. Anh Cảnh anh mê, anh Cảnh nói giờ trời ơi để anh dẫn con một con ghế anh đi. Anh Cảnh nói. Mình cứ đi là mình phải mua đồ theo nhà hàng không bán. Thì không, nếu nói là đi là mình chưa vào trong chơi luôn. Qua ngồi chơi á. Chứ mà hàng không bán. Đua nhã là cái đua đi mà.